đã được xóc ra nha mọi người. Đây cây dài sọc sòng sông đây, còn ngon đây. Vô đó là không gian cảnh nhà của chú rể nha mọi người. Dạ bây giờ dài. Cái gì? Vậy sao ông Nguyên một năm nói đi rước dâu hả ai? Em làm dâu. Rồi vô. Đây là mọi người đang chuẩn bị đồ ăn. Gì đó hả? Trời không nấu cơm chi. Cái này có gỡ ra không? Không không. Cái gì gỡ nguyên vậy? Cắt cái đuôi không à? Cái tay là rung rung không làm đó. Tay rung rung không làm á. Để nó làm cho rung rung cũng làm à. Tay rung rung. Đây là nồi nước lẩu siêu to khổng lồ. Rồi đi chợ lấy đồ ông nội ơi. Nấu một nồi lẩu bự chán. Mọi người đã sắp bàn xong. Đại sớm không? Mấy giờ lại? Đây là mọi người đang gọt lặt rau, gọt mớp, làm lẩu. Rất là vui nha mọi người. Ô bông mớp à. Ông thầy Nhật của đám cưới miền quê Kiên Giang dòng Giềng. Đây là dì chính. Này. Đây là bông mớp nha mọi người. Cái ngọn quá. Cái nào già chắc mình lấy cái ngọn hả? Gì sao? Là cái ấy rồi con. Sì Phố về Kiên Giang là con mớp nữa nha. Biết là không? Kỹ mới biết người đó là ai. Mụn quay nữa. Trời ơi, sao quay mình? Cái lựa ngay chị Năm này quay. Thôi bạn đầm mà đừng có lạc đi, lên trước chơi đi. Tao quay phim nha. Chuyện nào ta được lên là ta mới đi. Ông vui quá. Đâu, chuyện không vào lại. Ồ, bông mớp nhìn ngon quá ha. Ồ, đã ha. Ở trên mình đâu có được như vậy. Bông mớp nhìn thèm luôn á. Cái này chắc xà bò hay gì vậy đó. Nấu lẩu mà phải không? Nấu lẩu không gì ai? Lẩu cua. Lẩu cua. Dạ. Đúng rồi, lẩu cua này mới có xài mớp, bông mớp luôn nè. Cái nào cứng chị bỏ đi chị. Cái đó mà chị cũng hỏi nữa hả chị? Mọi người đang bóc bún. Cái này là cái bóc bún. Bóc bún ăn lẩu. Giờ lao được mà để nó buồn không. Hai người xì phố rất là đảm đang. Phần thưởng của Lạc Dao là một dĩa bánh. Đó là dĩa bánh nè. Phần thưởng đó. Phần thưởng. Vậy đó. Đây là công đoạn rửa rau ăn lẩu. Kìa ông kia mới đẹp. Ông kia nãy quay bên kia, giờ quay là rửa xong rồi nè. Bông ốp sau khi rửa xong nhìn rất là ngon nha. Trời á. Đây là cái nồi nước lẩu đã được nấu xong. Nồi nước súp siêu to khổng lồ. Wow. Em không có lặt rau nhưng mà em quay phim em cũng được thưởng một cái bánh. Rất là ngon nha mọi người. Ủa gì 28 mấy vậy hả ta? Dữ à? 80 hả? Trẻ quá vậy? Trẻ chứ. Nhưng mà so với 80 nhiều người ta già nữa. Mình phải so với cái số tuổi chứ. Rồi thế hệ con biết được 80 không? Rất là đẹp luôn, 80. Quá đẹp. Đây là mấy ông anh của em đang ngồi chờ đợi, bàn tán chuyện xôn xao, chờ đợi nhập tiệc. Đó. Đây là ông anh thứ hai, ông anh thứ tư, và đây là ông anh Ba Gà. Ông anh Ba Gà nè. Kìa có bánh về kìa. Chị Ba Gà luôn. Gà con mắt này gà. Ba danh lộn. Gà đâu con gà. Thì anh nói con gà thôi. Tiền có tiền lấy đâu bị đá. Nó đúng rồi đó, không có tiền sao đá. Là được nhiêu đá nhiêu không? Ủa cái bánh này kêu bánh gì ta? À, biết bánh này bánh gì không chị? Bánh này bánh gì biết không chị? Vậy bánh này kêu bánh gì? Bánh nhúng hả? Đây là bánh nhúng nha mọi người. Vậy với Kiên Giang mới có bánh này nha. ở đâu cũng có đâu nha. Cô lấy sáng chứ ra là ăn sáng. Đây là bánh nhúng, mình đang thưởng thức bánh nhúng nè. Rất là ngon nha. Đằng sau lưng mình là một anh nông bên ba đại gia. Em chủ yếu quay cái chiếc nhẫn của ảnh thôi chứ quay gương mặt của ảnh. Để chiếc nhẫn lên coi. Bánh này nó béo nha, béo ngon, nhâm nhi nó ngon béo. Đâu đâu đâu, ôi đại gia có khác nè. Chủ yếu là quay cái tay anh thôi, quay cái mặt anh đâu có đẹp đâu quay. À quay cái tay anh nè. Wow. Đây là bà chị thứ 5 của em. À, chị đám cưới chị rất là đẹp. Chị mới nhuộm tóc lại nữa nha mọi người. Quan trọng chị mới nhuộm tóc á, cái chị này nè, coi tóc bạc dữ lắm. Ồ, đây là ông anh đại gia Vĩnh Long mới vừa qua nha mọi người. Đó. Đó. Chào Vĩnh Long. Quảng cáo này. Thấy mày tao sợ lắm á. Ồ, nay anh mặc áo đẹp quá vậy. Mặc cái áo đẹp quá vậy. Hàng Sida. Hàng này hàng Sida. Đi con mình hả? À, chị mày không đi, chị mày không chở mấy đứa nhỏ qua. Cái nhỏ xíu là cái thằng nhỏ nóng rồi sao đi được. Giới thiệu đây là anh gì? Anh hai. Đây là anh hai của em, ảnh có nickname là anh Coleman. Coleman 2. Cái em 1 là cái ông Vũ Điền. Đó. Đây thứ hai đứa, thủng thứ hai, thứ hai, thủng thứ hai. Còn bên đây là thứ hai bên Mỹ mới về. Xin chào, xin chào. Nè, anh em gặp lại nhân dịp đám cưới nói chuyện rất là vui vẻ nha. Vui quá, vui quá. Đây về với bạn Trúc nha. Đăng chứ xong đăng không nói. Chưa đâu, chưa có ai. Ăn đã được sắp ra nha mọi người. Quá. Đây cây dài sọc sòng sông đây. Còn ngon đây. Trang nào coi cả. Trang em là Nguyên Sì Phố. Còn lâu về quê xem cảnh chặt dưa rồi nha mọi người. Vậy em biên tập lại. Cái ao này mình có nuôi cá nhưng mà cà phê hả? Thấy cà phê ngồi lên đó. Đây được không? Khi nào muốn ăn là câu lên hay sao? Gì vậy? Cái này là món lẩu mà cái gì cua ta? Ấy cua. Cái này riêu cua hả? Riêu cua đây đông sẵn vậy hả? Đâu, mình mua cua về mình quay rồi mình luộc. lọc thóc xong giờ mình bỏ đông đúng không? Bỏ đông mình xong mình bỏ vô lẩu. Bây giờ là 8:25 mà đã có khách lại rồi nha mọi người. Đồ ăn cũng sắp có rồi. Nãy giờ mình quay một số clip về đồ chuẩn bị đồ ăn cũng sẽ gần xong rồi. Đám cưới miền quê rất là vui mọi người ơi. Mưa rồi. Bão rồi nè. Ngón là bão với áp là một lượt cô. Bão gì này đó. Đó vậy mới thấy á. Nó nước hả? Dầm giỏ là làm ngắn, chỉ cắt hai cái là xong rồi, dầm giỏ là làm dài. Bánh hỏi hả? Bánh hỏi, chứ anh làm bánh hỏi chứ đâu có làm bánh nước kìa. Bây giờ với mình nghĩ bây giờ không ăn nữa. Bánh hỏi gì giờ mình xưa rồi. Giờ đang bánh nước rồi nè. Đúng rồi nè. Cái này mua sẵn ngoài chợ hả chị? Đặt ra chợ. Không lấy 300g ăn nữa ta. Là lấy dĩa ăn dĩa lên 300g. Bánh cướp. Bánh nước cho mọi người. Một dĩa 300g. Dĩa được 300g, 600g. 600g mới được. Hiện tại ở dưới Kiên Giang Dòng Giềng là đang mưa nha mọi người. Trời ơi, cảnh đám cưới mưa rất là buồn luôn á. Không vui chút nào nha. Trời lớn quá. Cô dâu chú rể chưa có về mà trời đã đổ mưa rồi. Đó, dưới quê là đãi cái này không nha mọi người. Mọi người biết cái này gì không? Sigo đó. Đây là đồ nước nha. Ở dưới đây là mỗi cái bàn là có để bánh ngọt nha mọi người. Rồi em kết thúc video tại đây nha. Mọi người cảnh mọi người chuẩn bị đồ ăn cho đám cưới mưa như thế nào rồi. Một lát em đợi cô dâu chú rể về và để ăn mọi người. Em sẽ gửi đến quý vị một video nữa nha. Bây giờ tạm biệt tất cả nha mọi người. Hiện tại trời đang mưa rồi. Cô dâu chú rể thì chưa có về nữa. Mọi người thì vẫn còn đang tấp nập chuẩn bị đồ ăn. Em sẽ kết thúc video. Ở đây nha, xin chào bye bye mọi người. Hãy subscribe cho kênh Nguyên Sì Phố.